khám, ngồi khám thì mình tiếp xúc với rất nhiều bà bầu khác nhau. Có nhiều người mặt thì u sầu thiểu não lắm, nói chung là cái mặt thì lúc nào cũng tỏ ra lo lắng, bị như kiểu trầm cảm đến nơi rồi đấy, nghĩa là nó lo lắng đủ thứ, cứ ngủ không được, xong rồi lo con mình bị làm sao, rồi là lo những cái điều, toàn những cái điều xấu thôi đấy. Thế đây là nó cứ làm cho cái mặt của bà bầu ấy, là nó buồn buồn và thể hiện sự lo lắng trên khuôn mặt, và lúc nào cũng sợ sợ sệt, sợ đủ thứ. Thế thì cũng sợ, ăn như này bác ơi, ăn này được không bác ơi, đi này được không bác ơi, đi xe máy được không rồi bác ơi, cái gì cũng lo, cái ăn gì cũng lo. Cho nên là rất là nhiều bạn nhìn mặt tươi tỉnh đấy, là ngay cả bác sĩ khám cho em chị cũng thấy vui hơn, là những cái mặt của các bạn cứ buồn rầu hay là lo lắng, nó làm cho nó căng thẳng đấy. Đó. Nên là mình muốn như thế nào thì mình cứ bản sao vào cái gương ấy, mình thích người khác nhìn mình thế nào thì mình cũng 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 thể hiện như thế cho người khác, đúng không? Ví dụ em có thấy muốn chị cáu gắt, hoặc ví dụ em gặp bác sĩ, cái bà này bác sĩ thì cáu gắt rồi mặt mày nhăn nhó lại, em có thích không? Đúng không? Không thích. Em gặp chị em thích bởi vì chị vui vẻ, chị hòa nhã, chị nói chuyện một cách thân thiện, đúng rồi đấy. Thì rõ ràng là cái mình cũng mong muốn người khác như thế thì mình cũng như thế với người khác. Thì em thấy chị rất là thích khám em bởi vì nhìn mặt em là rất là vui vẻ, rồi rất là thân thiện, rồi cười. Chị chẳng cần biết chị có khám tốt hay không thì em cứ cười đúng không? Thì chị cũng muốn nói chuyện với em hơn, tâm sự với em nhiều hơn đúng không? Em sẽ nhận được nhiều hơn bởi vì chị muốn tư vấn nhiều hơn cho em. Đấy, kiểu kiểu thế đúng không? Các mặt đứa bé nó xinh như này, cái mặt nó đẹp như này, cái mặt đúng không? Thấy không? Đấy, cho nên là không 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 phải là cứ đẻ mình mới chăm sóc con, mà mình chăm sóc con từ lúc mà bắt đầu nó thụ thai đấy, thụ thai mình phải chăm sóc ngay từ lúc đấy. Đấy, cho nên người ta gọi là thai giáo, người ta gọi là nói chuyện với con, rồi trong bụng nó y ra ngoài à, em cho nó nghe nhạc đôi khi nó cũng đạt hơn này, hoặc em ăn món gì ngon á, cứ để ý mà xem đúng không? À đó, đợt trước chị thấy buổi sáng tập yoga là cứ đến giờ này nó đạp, mặc dù cái hôm đấy chị định nghỉ cũng không tập nha, là nó đạp là phải dậy, là nó cứ 5 giờ sáng rồi nó cứ đạp bu trong đấy rồi. Đúng không? Em thấy nó quẩy theo em luôn à. Em cứ để ý mà xem. À, ví dụ ông chồng em về nói chuyện với nó thì nó sẽ phản ứng lại liền này, nó có cái đạp vào bụng mẹ này hay là đạp nhiều hơn như thế đấy, cứ để ý mà xem, nó sẽ cảm nhận được cảm nhận mà tự mình. Bởi vì em biết sao, nó có biết bố nó ra đâu, nhưng mà quan trọng là biết cảm xúc của mẹ. Tại vì chồng em quan tâm đến con em thì nó gặp em vui mà, em vui thì cái tim em nó thể hiện cái nhịp tim, nó nhịp thở, hoặc là cái cảm xúc trong người em nó vui thì con em nó cũng vui, thì nó mới thể hiện ra như thế. Chứ nó biết bố nó là ai đâu, đúng không? Cái ông hàng xóm nó cũng nói chuyện với nó nhưng mà em không vui, cho nên em nó không có đạt, hiểu không? Thì đúng không? Thì khi mà người bố nói chuyện với con của mình, quan tâm đến em thì em vui đúng không? Em vui thì con em nó vui, thì thể hiện qua cảm xúc người mẹ đấy. Đấy, còn ông chồng nó cứ đi nhậu nhẹt suốt thì em buồn, em bực bội, thì có phải là nó có phải không, không phải không, nó không thích bố nó, không phải như thế, nhưng mà cảm xúc thể hiện ra là em không vui, em không thích, thì con em cũng không thích thôi đúng không? Đấy, đúng không? Nếu mà này mà ông bố là mà nghe được hát ngon lại nhỉ. Hành trình có sự kết hợp giữa hai vợ chồng thì con của mình nó mới đủ đầy thôi.